Yo, xin chào tất cả mọi người, lại là Christian đây. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với lại kênh channel Đàn Ông Phải Thế thì đây sẽ là nơi để mình chia sẻ tất cả những cái chủ đề về thời trang, về cuộc sống cũng như là về tán tỉnh dành cho tất cả các bạn đàn ông. Chủ đề chính của video ngày hôm nay sẽ là cái chủ đề tương đối gọi là chủ đề triệu view, đó chính là Back to School Outfit. Bản thân của mình hiện giờ rất là hiểu là nước Việt Nam nói riêng cũng như là những cái nước Đông Nam Á nói chung hiện giờ đang trải qua một cái đợt dịch là vô cùng khủng khiếp. Và đó cũng là lý do vì sao mà bản thân những người content creator giống như mình, Kiên Phạm, Men's Bay hoặc là Hippo đều ra sức làm video để mà củng cố cho cái việc các bạn nên ở nhà bảo vệ bản thân của mình cũng như là bảo vệ bản thân của những người xung quanh. Bản thân của mình thật sự rất là hy vọng là các bạn sẽ enjoy, các bạn sẽ cảm thấy những cái video của mình có một ích giải trí cũng như là học được một điều gì đó khi mà các bạn ở nhà giãn cách. Vậy nên là bây giờ chúng ta cùng Việt Nam mà cố lên nha mọi người. Ok, bây giờ các bạn đã sẵn sàng với lại video Back to School chưa? Nếu rồi thì chúng ta cùng bắt đầu video trong 3, 2, 1. Đúng như các bạn đã đọc được ở trong title, video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp 15 ý tưởng outfit dành cho những bạn học sinh sinh viên chuẩn bị cho thời gian Back to School. Cái thời gian dịch thì nó có thể kéo dài từ 1 năm đến 2 năm. Nhưng mà đối với lại cá nhân mình cảm thấy thì cái việc học là cái việc mà các bạn không thể nào ngừng lại được. Đó cũng chính là lý do vì sao mình cảm thấy lúc nào cũng có nhu cầu cho những cái video Back to School outfit này. Mình muốn khuyến cáo chút xíu, đó chính là video này sẽ không dành cho những bạn nào mà hiện giờ đang phải mặc đồng phục đi học. Khi mà các bạn phải mặc đồng phục thì luật lệ nó chèn ép bạn rất là nhiều, giúp cho bạn khó sáng tạo hơn khi mà các bạn mặc outfit. Trong tương lai mình sẽ làm một cái video riêng để mà hướng dẫn tất cả những cái bạn nào mà hiện giờ đang phải mặc đồng phục đi học á, nâng cấp phong cách các bạn lên. Video này thì sẽ dành cho những bạn nào bây giờ đi học không bắt buộc phải mặc đồng phục để mà các bạn có nhiều room for creativity. Mình thấy các bạn hiện giờ vẫn đang mặc đồng phục đi học vẫn nên xem video này, bởi vì trong tương lai chắc chắn sẽ có một lúc các bạn không bắt buộc phải mặc đồng phục nữa. Ok, bây giờ để bắt đầu với lại outfit đầu tiên thì mình sẽ chuyển cảnh cũng như là chuyển qua voiceover nha. Ok, để mà bắt đầu là outfit đầu tiên thì mình chọn một outfit nó vô cùng đơn giản, mang là một cái vibe nó năng động, nó thoải mái, nó dễ mặc. Đúng nghĩa là dễ mặc luôn, một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean xanh với lại một đôi Air Force One trắng. Thì đối với lại những cái outfit như thế này á, một trong những điều rất là quan trọng đó chính là những cái món phụ kiện để làm tăng điểm nhấn của outfit này lên. Ví dụ như là những chiếc đồng hồ nè, những chiếc nhẫn nè, hoặc là những chiếc kính mát để làm cho outfit này nó bớt đơn điệu hơn rất là nhiều. Qua đến outfit thứ hai thì rõ ràng là các bạn thấy là mình đang tận dụng lại outfit đầu tiên và thay vào đó là khoác thêm một cái chiếc jean jacket màu đen. Đây là một trong những lợi thế vô cùng lớn khi mà các bạn invest tiền của mình vào những cái essential piece, ví dụ như là những chiếc áo thun trắng, áo thun đen, đồng thời là những cái chiếc jean jacket màu xanh hoặc là màu đen. Những cái piece như thế này rất là dễ phối lại với nhau để tạo ra một cái outfit có vibe hoàn toàn khác. Các bạn có thể thấy là đối với lại outfit này thì nhìn ngầu hơn thấy rõ. Đến với lại outfit số 3 thì mình muốn chọn một cái vibe nó thể thao, nó trẻ trung và nó gần gũi hơn đối với lại những bạn học sinh sinh viên. Tổng thể của outfit này thì mình chọn một cái màu nó tối hơn, một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần indigo đến từ Levi và một đôi Converse Chuck 70. Và để tăng thêm cái sự hiệu quả cho outfit này thì mình đã chọn một chiếc áo Varsity Jacket. Phụ kiện dành cho outfit này thì mình sử dụng những chiếc nhẫn mình mua từ thương hiệu H&M cũng như là Search The Nims. Ngoài ra thì mình còn có sử dụng một chiếc vòng cổ có thiết kế kiểu curve nữa để mà tăng tính hiệu quả. Và các bạn hãy nhớ là màu sắc của những cái món phụ kiện nó phải match với nhau nha mọi người. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ sử dụng nguyên một set màu bạc. Outfit thứ ba là một trong những cái kiểu outfit mà mình rất là thường xuyên nói trong kênh channel của mình, đó chính là Smart Casual, mang lại cảm giác vừa thông minh vừa nổi bật. Phụ kiện ở trong outfit này thì mình sử dụng một chiếc Timex Easy Reader mà có cái màu kiểu nó hơi vintage chút xíu. Cái màu này kiểu như là một cái phối màu mà cà phê với lại màu vàng. Và đồng thời là mình cũng phối những cái chiếc nhẫn của mình có cái màu tương tự như vậy. Thay vì chọn một chiếc quần jean đen có dáng skinny thì mình chọn một chiếc quần tây có dáng taper để mà mặc cho cảm giác nó smart hơn. Đi chung với là một đôi Common Project. Tiếp tới đây là một cái outfit mình rất là thích, bởi vì mình vừa pick up một cái đôi Nike Blazer Mid. Một cái outfit mà nó mang một cái vibe nó thể thao, nó thoải mái và nó trẻ trung. Nhưng những bạn nào mà các bạn không thích đi học mà nhìn mình quá nghiêm túc. Bởi vì mang khuynh hướng thể thao cho nên là mình đã kết hợp với lại một chiếc Seiko Flymaster. Các bạn có thể mang nón hoặc là không mang nón, nhưng mà ở trong outfit này thì mình chọn mang một chiếc Tennis Cap đến từ Nike. Cái chiếc áo hoodie mà mình đang mặc đến từ thương hiệu A New Day mà mình có làm một cái video cách đây vài tuần. Nếu như mà các bạn tò mò biết nhiều hơn về những cái chiếc hoodie như thế này thì mình sẽ để đường link ở ngay góc bên phải nha. Outfit thứ 6 này sẽ là một outfit đơn sắc monochromatic. Cá nhân mình cảm thấy có rất là ít người sử dụng những đôi Jordan One Lo đi chung với lại những outfit men's style, cho nên là trong outfit này mình cũng muốn thử nghiệm cho mọi người xem. Phụ kiện ở trong outfit này thì mình muốn làm cho nó sơ đồ một chút xíu, như là đồng hồ đến từ Armatron, một cái chiếc vòng tay có thiết kế curve. Mình khuyến khích là các bạn lấy những đôi Jordan One của mình ra và kết hợp với lại rất là nhiều những phong cách khác nhau, bởi vì các bạn sẽ rất là bất ngờ là chúng đi với lại rất là nhiều những phong cách hay. Ok, dành cho outfit số 7 này thì dành cho những bạn nào mà đi học thích mà một phong cách nó lịch sự hơn, nó chững chạc hơn và nhìn bạn đáng tin cậy hơn. Cái này là outfit đúng chuẩn quốc dân nhìn cho các nàng luôn. Một áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen cũng như là một đôi giày da. Bởi vì nó là một outfit kiểu thư sinh cho nên là mình chọn một chiếc Timex Easy Reader đi chung với một chiếc nhẫn minimal. Chính từ cách phối hợp này sẽ làm cho outfit của bạn nhìn tinh tế hơn rất là nhiều. Và những bạn nào mà hiện giờ vẫn chưa có những đôi loafer thì mình khuyến khích các bạn nên sở hữu chúng trong ngày hôm nay, bởi vì đó là một trong những cái đôi giày mà rất là dễ phối đồ cho phong cách men's style. Đến với lại outfit số 8 thì lại một lần nữa mình lại lựa chọn phong cách smart casual, trẻ trung, phá cách và không ngại bụi bẩn, chính là những cái từ mình muốn dùng để diễn tả outfit này. Đúng nghĩa không ngại bụi bẩn luôn, bởi vì đây là một outfit có màu rất là sáng. Phong cách smart casual tất nhiên là phải mang những món phụ kiện smart, đúng không mọi người? Ở đây thì mình chọn chiếc đồng hồ dây da đến từ thương hiệu Kenneth Cole. Rất nhiều các bạn đàn ông hiện giờ vẫn còn ngại ngùng với lại cái việc mặc những cái chiếc quần jean màu trắng. Mình hiểu mà, nó vừa dễ dơ mà vừa khó vệ sinh nữa. Nhưng mà kiểu lâu lâu các bạn lấy quần ra phối nhìn cũng tinh lắm. Outfit số 9 này là dành cho những bạn theo đuổi phong cách streetwear. Đối với lại một cái outfit mà phong cách streetwear thì mình sẽ chọn những cái piece nó relax và nó oversize hơn. Có một vài bạn nghĩ là những chiếc đồng hồ thì nó sẽ chỉ phù hợp với phong cách men's style thôi, nhưng thật ra nó không phải như vậy. Khi mà các bạn phối đồng hồ với lại những phong cách streetwear thì hãy chọn chiếc đồng hồ nào mà mang cái form dáng thể thao, và đặc biệt là những cái chiếc steel watch, những cái chiếc đồng hồ kim loại. Đi chung với lại một chiếc vòng cổ có màu tương tự thì trời ơi nhìn quá chất luôn. Các bạn học sinh sinh viên cũng đừng ngần ngại thử cho mình phong cách này nha, bởi vì nó thật sự rất là thoải mái. Ủa chà chà, đã đến outfit số 10 rồi. Đây là một trong những outfit mình thích nhất, mạnh mẽ, nam tính, phong trần. Có rất là nhiều từ có thể dùng để diễn tả outfit này, nhưng mà mình sẽ chỉ dùng 3 thôi. Nói về cái việc match màu sắc của phụ kiện thì không nhất thiết là các bạn phải match toàn bộ về màu sắc của nó. Ví dụ như là cái chiếc đồng hồ của mình có cái phần bezel, cái phần viền đồng hồ màu bạc, thì mình hoàn toàn có thể phối với lại một chiếc nhẫn vàng bạc, không sao cả. Nếu như mà các bạn không thích chọn chiếc áo thun cổ tròn thì các bạn vẫn có thể sử dụng chiếc áo thun cổ tim, nhìn vẫn rất là hay. Outfit này ở trong truyền thuyết thì hay gọi là outfit hút gái á mọi người. Đến với lại outfit số 11 thì đây là một những cái outfit dành riêng những bạn nào mà tôn vinh sự thoải mái. Một outfit nhìn rất là năng động, đúng kiểu cho học sinh sinh viên luôn. Một cái chiếc áo hoodie, một cái chiếc quần jean xanh cũng như là một đôi Air Force One. Nãy giờ mình sử dụng phụ kiện bằng bạc hơi bị nhiều rồi, cho nên bây giờ mình muốn switch up một chút xíu, mình sử dụng chiếc đồng hồ bằng vàng nó từ Casio. Chiếc đồng hồ này các bạn có thể dễ dàng mua được từ rất là nhiều nguồn với lại mức giá rơi vào đó khoảng dưới 1 triệu đồng. Đến với lại outfit số 12, có rất là nhiều người sẽ nhầm tưởng rằng đây là outfit đi biển, nhưng mà không bắt buộc nha mọi người. Mình có phối thêm một chiếc Cuban shirt ở bên ngoài chiếc áo thun trắng của mình để mà tạo thêm nhiều layer, dành cho những ngày mà thời tiết quá là oi bức, quá là nóng nực như là ở Sài Gòn. Những cái outfit nhìn nó vui chơi như thế này các bạn có thể phối với lại rất là nhiều những cái kiểu phụ kiện, bởi vì những cái phần như là cổ tay của bạn hoặc là cổ của bạn nó được show ra rất là rõ. Tất nhiên là nói đến outfit mùa nóng thì mình phải nói đến outfit mùa lạnh dành cho những bạn ngoài Hà Nội, đúng chưa? Lãng tử, ấm áp và biết chiều lòng em chính là những cái từ dùng để diễn tả outfit này. Đây là một trong những chiếc áo thun tay dài mình rất là thích đến từ thương hiệu Zara. Đối với lại outfit này thì mình không sử dụng quá nhiều phụ kiện đâu, một chiếc vòng cổ bằng bạc là đủ rồi, bởi vì đối với lại mùa lạnh thì phần cổ tay của bạn rất cần phải được giữ ấm. Nếu mà các bạn để ý kỹ hơn về những cái đường vân ở trên cái chiếc áo này thì nhìn nó rất là lạ so với lại những chiếc áo có mặt ở trên thị trường. Và đó cũng là một cái điều mình rất là khuyến khích tất cả mọi người, đó chính là thử những cái kiểu pattern khác nhau. Tiếp theo đến là outfit số 14. Kết hợp là chiếc áo polo thì mình mặc chung với là một chiếc quần tây với lại một đôi derby. Đúng nghĩa là thông minh, tinh tế và túi giày, bởi vì nhìn bạn cứ như là một công tử đi học vậy đó. Đối với lại outfit này thì mình không mang quá nhiều phụ kiện, mình chỉ mang một chiếc đồng hồ two-tone Citizen là đủ rồi. Bởi vì dành riêng cho những outfit lịch sự như thế này thì đồng hồ chính là cái món go-to của bạn. Các bạn đừng bao giờ ngần ngại về cái việc overdress một chút xíu khi mà đi học, bởi vì ở những cái môi trường này có rất là nhiều những cái người lớn, những cái người quan trọng ở trong cuộc sống này đến tìm những cái trường đại học. Và nếu như mà bạn nhìn stand out, nhìn bạn cực kỳ hấp dẫn thì họ sẽ dễ dàng cho bạn những cái cơ hội để mà thăng tiến trong cuộc sống. Và cuối cùng đó chính là outfit số 15. Một cái outfit mà rất là sinh viên nhưng mà vẫn có cái đẹp trong đó. Những cái từ mình dùng để diễn tả outfit này đó chính là thân thiện, gần gũi và có học thức. Mình nghĩ đây đều là những cái từ dùng để diễn tả một cái người học sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, đúng không mọi người? Mình gọi cái outfit này là get the job done, bởi vì khi mọi người nhìn vào mọi người vẫn biết bạn vẫn còn là học sinh, sinh viên. Đối với lại outfit này thì mình sẽ chọn tông chủ đạo cho phụ kiện là màu bạc. Một tay thì mình mang một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Fossil, một tay thì mình mang những chiếc nhẫn đến từ thương hiệu H&M cũng như là Clocks and Colour. Hey yo, welcome back tất cả mọi người. Các bạn có thích 15 outfit vừa rồi mình cho các bạn xem không? Nếu mà có một cái outfit nào mà các bạn cảm thấy đẹp đặc biệt á, thì các bạn hãy comment cho mình biết ở bên dưới nha. Đồng thời nếu như các bạn có bất cứ một câu hỏi nào về thời trang cũng như là những cái piece mà mình mặc ở trong video này thì mình cũng sẽ giải đáp ở phần comment. Và một lần nữa, bất cứ một cái piece nào mà các bạn mua ở trong video này, Deluxe đều hoàn toàn có thể giúp các bạn làm được điều đó. Các bạn có thể truy cập vào website của Deluxe, đó chính là deluxevietnam.net, hoặc là các bạn có thể liên lạc với lại những bạn agent ở trên Facebook hoặc là Instagram. Và ở vị trí là một founder, mình sẽ tặng tất cả mọi người một code giảm giá 10% ở ngay bên dưới phần mô tả. Nếu mà các bạn cảm thấy những cái thông tin mình chia sẻ trong video nó hữu ích hoặc là các bạn học được một điều gì đó thì mình rất là hy vọng mà các bạn sẽ tặng cho mình nút like bên dưới, đồng thời cũng nhấn mình nút subscribe và cái chuông để mà các bạn có thể theo dõi bất cứ một cái video nào mà kênh Đàn Ông Phải Thế đăng nha. Trước khi mà mình kết thúc video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ riêng với lại tất cả mọi người một cái chương trình mà Deluxe sắp tới kết hợp với lại rất là nhiều những cái local brand lớn ở Việt Nam để tạo ra một cái chương trình quỹ quyên góp. Mục tiêu của tụi mình là đạt được con số 100 triệu trong một tháng, và tụi mình sẽ sử dụng cái số tiền đó để gửi vào quỹ, sử dụng như những mục đích ví dụ như là mua thêm vaccine cũng như là mua thêm tất cả những cái dụng cụ dành cho những cái bạn nào hiện giờ đang ở ngoài chiến tuyến. Các khoảng khắc mà các bạn đang xem video này thì chương trình vẫn chưa bắt đầu, nhưng mà trong video tuần sau mình sẽ nhắc lại một lần nữa và cho các bạn biết thể lệ tham gia nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem đến cuối video này, và sắp tới sẽ có những cái video về thời trang, về cuộc sống cũng như là về tản tỉnh cho tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người.